Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ 8. Hận vàng Ấn Độ, chương 12 trước mặt chàng bỗng hiện ra căn phòng tranh tối tranh sáng với cái bàn gỗ mùn bóng loáng trên đặt những ve rượu bờ han pha máu tươi rút từ màng sự nữ và cái kệ dài chiếm trệ 64 pho tượng nhỏ xíu bằng đá hoa cương đẽo gọt tuyệt đẹp tượng trưng cho 64 động tác làm tình cố hữu nam nữ căn phòng này là bàn giấy của bà ni rồi từ đó văn bình liên tưởng đến những pho tượng đồ sộ bằng vàng y dấu trong thạch độc bên dòng suối nhiễm độc chẳng phải mấy miệng để khỏi thốt ra một tiếng hiểu rồi chàng đã hiểu Đại tá Bani đã biết là hàng núi ở cao nguyên đề can chưa cắt tượng vàng vì những bức tượng đá trong văn phòng của Bani đã giống hệt những bức tượng vàng cổ xưa trong thạch động bên cạnh những linh gàm và yoni khổng lồ vàng chóe. Ai cũng biết trừ chàng. Quốc tế tình báo sở đã biết, tình báo Anh Quốc, MI6 biết, trung ương tình báo Mỹ biết, trừ chàng và sở mật vụ của ông Hoàng. Như mọi lần, CIA đã nói dối chàng, đồng minh thân mến MI6 đã so ngọt chàng. Thấy chàng lầm lì, đại tá Bani tập hớp rượu rồi khiến khẳng đứng dậy. Mình cứ tưởng có đại tá Z28 thì thiên hạ sợ săn mặt, ngờ đầu cũng chỉ bị thộp cổ một cách ngon lành. Hồng Lan nghiêm giọng Tôi yêu cầu anh ngồi xuống ngay ngắn, nếu anh muốn uống rượu bờ hàn hay rượu pha thuốc độc tùy ý, nhưng anh không được phép lộn xộn. Đại tá Bani dơ chai rượu gần hết, giọng lè nhẹ. Tôi rất muốn lộn xộn, xong lộn xộn thế nào được hắn bát tốt Hồng Lan của Mao Chủ tịch. Anh đã lừa tôi uống rượu ngâm rễ cây, làm gần tốt tôi rời rã, đồ đều ăn là thằng đều nhất đời. Hồng Lang vung tay toàn đánh đại tá Bani. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, vì anh không có tư cách đàng hoàng, tôi miễn cưỡng phải trừng trị anh. Nếu không rời rã gân cốt, anh sẽ giết cận vệ của tôi và bỏ trốn. Chịu khó chút đi, tôi sẽ cho ăn thuốc giải độc. Hồng Lang cũng đã từng hứa cho chàng uống thuốc giải độc. Hắn lại hứa với Bani. chẳng có ý nghĩa là hắn đang nói một đàn là một nẻo. Hắn sẽ gia tăng liều lượng để chàng thiệt mạng. Hắn không thể buông tha một người biết quá nhiều bí mật và trong nhiều năm đã là kỳ đà cảnh mũi tối nguy hiểm như chàng. Chàng bèn đào mắt khắp thật động để do tìm yếu điểm trong hệ thống phòng vệ của địch và khi ấy chàng bắt gặp luồng mắt của Sophia. Sophia ngồi dựa lưng vào vách đá, hai tay để trên đùi. Trong cơn hoạn nạn, nàng vẫn không để mất dáng dấp quý phái thường lệ. Nàng từ từ cất tiếng. Anh Hồng Lan, anh mới là người không có tư cách đàng hoàng. Anh đã lường gạt quốc tế khai khoáng công ty, lường gạt gia đình tôi và cả tôi. Hồng Lan lễ phép nghiêng mình xin cô tha lỗi. Về phần cá nhân, tôi tự nhận thấy xấu xa và mang lỗi nặng với cô cũng như gia đình cô. Vâng, tôi không chối cãi là đã phạm tội lường gạt, nhưng cô cũng nên xét lại tôi còn có bốn phận với tổ chức. Sophia cầu mặt. Thôi anh đừng tuyên truyền trái tiền. Tôi ngần này tuổi đầu mà còn bị anh dụ dỗ như con gái 15. Bây giờ anh tính sao về tôi và các nhân viên phái đoàn Alpha đã bị anh lừa bắt. Hồng Lan đáp. Như tôi đã thưa với cô, tôi sẽ ráng hoàn thành công việc này thật nhanh. Tối nay đặc phái viên của tôi sẽ tiếp xúc với trú sứ CIA tại Bombay. Nội đêm nay họ sẽ bàn luận với nhau và chậm lắm là đến mai chúng ta sẽ có kết quả đầu tiên. Cô đừng ngại, trong thời gian cô lưu lại đây cùng phái đoàn, tôi sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ tiện nghi cần thiết. Muốn gì thì cô cứ đòi, trong phạm vi khả năng, tôi sẽ cố gắng làm cô vừa lòng. Anh như biết là tôi chẳng cần chẳng đòi gì, tôi chỉ cần đòi con kỳ cô của tôi mà thôi. Con bèo vằn à? Anh còn lạ gì nữa mà phải hỏi. Xin lỗi cô, Nhân viên của tôi đã mang chùm của con Kiko cất trong lều vái, chờ lệnh tôi làm hoàn trả cho cô. Nhưng chẳng hiểu vì sao con bèo lại sút chuồng chạy mất. Con Kiko cô sút chuồng à? Vâng, tôi vừa được tin cách đây một giờ đồng hồ, nhưng tôi đã ra lệnh cho bọn thuộc viên phải tìm lại cho kỳ được. Anh đừng nói dối, chắc là anh đã hại nó rồi. Anh là pháp sư về thuốc độc. Tôi xin thề là không hề đụng đến nó. Nếu cô chưa tin, xin mời cô ra ngoài. Cô sẽ thấy cận vệ của tôi đang sục sạo khắp rừng. Tôi cấm ông nhắc đến tiếng chúng ta. Tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Những ngày chung sống với ông đối với tôi cũng giống như bệnh đậu mùa mà tôi đã mắc hồi nhỏ. Đã bình phục là không bao giờ tái lại. Sophia, có thể nào... Lần chót, tôi yêu cầu ông ngậm miệng. Bất cứ lời nói nào của ông đều mang tính chất vô liêm sỉ. Tôi là người ăn học, ông đừng bắt tôi phải thốt ra những ngôn ngữ thô bỉ. Gương mặt Hồng Lan khi ấy lộ về khổ sở khác thường. Sự khổ sở này không đượm chút nào giả tạo. Dường như một chớm hối hận vừa hiện ra trong lòng hắn. Hắn quen chém giết, quen lửa lọc, quen đấu cáng nhưng dù sao cũng vẫn là con người. Những điệp viên sắt thép nhất, tàn bạo nhất lại thường là những con người yếu mềm nhất. Trong cử chỉ bối rối, trong mắt buồn thảm, bàn tay hơi run, Hồng Lang nhìn càng khôi ngô hơn. Đối diện với một người đàn ông đẹp như vậy, ít người đàn bà nào có đủ bản lãnh kềm giữ được con tim. Phương Trì, Sophia lại là loại gái già khao khát yêu đương, như nạn nhân nạn đói ất dậu, khao khát thực phẩm. Vậy mà Sophia vẫn thả nhiệt, một sự thán nhiên đầy khinh bí lạnh lùng. Nàng vẫn dựa lưng vào vắt đá, hai tay vẫn đẩy trên đùi thản nhiên nhìn hồng lang từ từ bước lại văn bình theo dõi cuộc đối thoại thách thức giữa cặp tình nhân cũ không bỏ sót chi tiết nào và không quên chuẩn bị can thiệp trong trường hợp hồng lang có hành động quá trớn hồng lang chỉ cắt sofia một sai tay sofia lớn tiếng tôi yêu cầu anh đứng lại hồng lang vươn tay ra với dáng điệu thờ thẫn như kẻ mất hồn em đừng giận anh nhé sofia bực mình xô giạt hắn sang bên võ sĩ lực lưỡng cũng vị tất lay chuyển được nổi hắn huống hồ nàng chỉ là phụ nữ đài cát, xương giòn hơn xương gà. Văn Bình đành bước tréo hạ sống bàn tay xuống. Chủ tâm của chàng là đánh Atemi buộc hắn phải buông Sofia ra. Nhưng kỳ quặc thay, Văn Bình mới dơ bàn tay lên thì mắt chàng đã nổ đom đóm, đầu chàng đau nhức, hai chân lãng quạng. Chàng có cảm giác như một khối trì nặng chình đeo cứng lấy bàn tay. Chàng phải thở phù một cái thật mạnh để lấy lại thế quân bình. Nếu không luyện tập khí pháp lâu năm thì đã té nhào trên mặt đất. Hồng lang buông Sofia ra, cười ngặt nghẽo. Trời đất, đại tá còn định ra tay nghĩa hiệp à? Còn lâu đại tá ơi, đại tá đã bị trúng thuốc độc, phải có thuốc giải độc của tôi. Bằng không chẳng bao lâu nữa đại tá sẽ thành người tàn phế. Tàn phế còn khá, chứ bất lực mới nguy. Đại tá giá thăm tám à? Đại tá đẹp trai cường tráng như vậy mà mang chứng bất lực thì khổ bao nhiêu? Văn Bình cúi gầm mặt, ngồi phịch xuống phiến đá được dùng làm ghế. Mồ hôi vã ra như tắm, chàng không lên tiếng trả lời. Hồng Lan dập chân ra vẻ khoai trá. Ái chà, đại tá định vận công để tấm độc à? Thật vậy, Văn Bình đang bế khẩu dùng chân khí tiềm tàng trong nội thân để tống khứ chất độc ra ngoài. Hệ thống tuần hoàn và thần kinh của chàng đã được làm quen với nhiều loại độc dược, nên trừ khi liều lượng quá cao hoặc độc dược quá xa lạ thì chàng mới bị tiêu tan sức lực và nguy ngập đến tính mạng. Chàng không lo lắm vì Hồng Lan nói chàng chỉ có thể trở thành phế nhân chứ chưa chết, nhưng trở thành phế nhân mà lại đèo thêm chứng bất lực, căn bệnh tối kỵ của đàn ông, nhất là đàn ông từ 3 đến 40 thì chẳng thà chết còn hơn. Văn Bình nghe rõ những lời dữ cợt của Hồng Lang như cái tát đánh vào mặt chàng. Xong chàng không thể hé miệng, chàng cũng không thể ngừng đầu lên vì luồng nhẫn tuyến của chàng đã bị yếu hẳn. Sophia không hiểu được thái độ của chàng. Nàng tưởng chàng bị biết bất ngờ nên đứng dậy nói với vẻ lo lắng. Anh Văn Bình, anh làm sao thế? Văn Bình vẫn không đáp. Cũng may sự lộn xộn bên ngoài thật động đã xảy ra đúng lúc để thu hút sự quan tâm của mọi người và trong khoảnh khắc không ai để ý đến chàng. Sự lộn xộn này bắt đầu bằng tiếng xe hơi thắng kêu ken két, tiếng giày nhảy cùng cộp trên nền đất cứng, rồi có tiếng hỏi tuy dịu dàng nhưng hát diệt, sự dịu dàng cố hữu của phái yếu, sự hát diệt của người quen chỉ huy. Đã tìm thấy ông Z28 chưa? Có tiếng đáp, thưa rồi, ông kỹ sư Hồng lang đang tra hỏi họ trong hang. Tiếng người đàn bà. Tra hỏi chuyện gì? Tiếng giày nện mặt và nhanh hơn, rồi Hồng Nương, trưởng phái đoàn Alpha, cựu điểm thần phục sự cho thần tình yêu xác thịt Shiva, người yêu kỳ lạ của kỹ sư bắt khoa giả hiệu Hồng Lan, hiện ra trong khoảng tranh tối tranh sáng của thạch động. Nàng vẫn mặc áo sườn xám Trung Hoa may khít và ngắn, xe thật cao để lộ phần trên của cặp giò thun dài. Đặc điểm của nàng là có y phục đầy đặn che thân đàng hoàng mà như thế không mặc gì hết. Và giá nàng khóa thân hoàn toàn, nàng vẫn còn chưa quyến rũ bằng. Hồng Lan hơi bối rối khi nhìn thấy Hồng Nương. Mọi người đều có vẻ ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nàng nên quên bẵng cánh tay trái phủ kín bông băng và đeo tàm ten bằng một vuông vải trắng đeo vào cổ. Có lẽ cánh tay nàng đã bị gãy. Hồng Lan cất tiếng. Em cần nghỉ ngơi cho chóng bình phục. Đến đây làm gì? Hồng Nương không lưu ý đến câu hỏi của Hồng Lan. Dường như nàng không nghe tiếng nói của hắn vì mắt nàng đang nhìn quan thật động và sau cùng dừng lại thật lâu trước văn bình. Khi ấy mình mấy chàng ướt sũng mồ hôi, chàng đang run bần bật, mặt đang cúi xuống, hai tay vòng chặt trước ngực như thể ngăn chặn những viên đạn vô hình bay vào buồng phổi như để giữ cho thân thể khỏi té ngã. Nàng há miệng ra vẻ kinh ngạc, rồi cất tiếng hỏi chàng, cũng hỏi tương tự như Sophia và đượm đầy vẻ lo lắng, xong lại đậm đà tha thiết hơn, khiến mọi người có mặt trong thật động đều thấy rõ nàng đối xử với Văn Bình một cảm tình đặc biệt. Ông Văn Bình, ông làm sao thế? Văn Bình tiếp tục ngậm miệng, Hồng Đương quay lại chất vấn Hồng Lan. Tại sao anh không giữ lời hứa? Hồng Lan xua tay, có gì quan trọng mà em bận tâm, họ chỉ đuối sức một chút rồi sẽ khỏe lại như cũ hồng nương đi vòng ra sau lưng văn bình chăm chú nhìn áo sơ mi rắt bương của chàng nàng ồ một tiếng nhỏ và ôm lấy vai chàng hồng lan tìm cách gạt ra em cứ để mọi việc cho anh lo liệu nhưng hồng nương đã rút mũi tên nhỏ xíu cắm phập vào bắt thịt vai của văn bình mũi tên này được chế theo kiểu đặc biệt ở đuôi nó có một miếng cao su hình tròn to gần bằng đồng su nếu không có miếng cao su mũi tên có thể xuyên qua thân thể và gây thương tích miếng cao su có tác dụng như cái thắng mũi tên bắn trúng da thịt thì nó chặn lại bề dài mũi tên chỉ chừng hai phân tay nó được đúc bằng nhôm đuôi đồ trì cho nặng văn bình bị trúng tên ngay sau khi ra khỏi hang núi và chính mũi tên tẩm thuốc độc này làm tứ chi chàng bài hoài võ công sút giảm mà chàng không biết và nếu hồng nương không rút mũi tên ra chàng vẫn cứ đinh lên nguyên nhân khiến cơ thể chàng rời rã hoàn toàn là do nước suối có nhiễm độc hồng lan đứng nhìn với bộ điệu tức tối hồng nương giơ mũi tên trước mặt văn bình và hỏi bắp thịt ở cầu ăn có bị tê liệt không Văn Bình ngoẹo cổ nhiều lần để kiểm điểm các đường gân. Cổ chàng vẫn cử động được bình thường tuy có hơi khó khăn. Trên miệng hồng nương nở nụ cười, phản ứng vui vẻ của nàng chứng tỏ là Văn Bình chưa bị nhiễm độc nặng. Nàng không hiểu rằng tài nghệ vận công tuyệt vời của chàng đã giữ phần lớn trong việc tống chất độc ra ngoài, nếu không giờ đây bắp thịt vai chàng đã thành khối bất động. Hồng Lan nắm lấy tay Hồng Nương, nhưng nàng giằng tay ra. Thuốc đâu? Thuốc gì? Thuốc giải độc. Anh đầu độc Đại tá Bani tôi đã cực lực phản đối. Anh cam kết sẽ cho Bani uống thuốc giải, nhưng anh đã bỏ mặc Bani và không những thế, anh còn lén lút bắn tên độc vào vai đại tá Văn Bình. Tôi không thể chịu đựng thêm, mặc dù tôi yêu anh, tôi vẫn tha thiết yêu anh. Cuộc đấu lý giữa cặp tình nhân họ Hồng mỗi lúc một thêm gay cấn. Cô gái to tiếng trước, gã đàn ông cũng không chịu thua. Hắn vừa to tiếng vừa nắm chặt bàn tay đưa lên đưa xuống như hăm dọa. Tùy sống ở phương tây, được hấp thụ nền học vấn Âu Mỹ, họ vẫn mang trong huyết quản những tính chất của người tàu. Hễ có gì bàn luận là to tiếng cặp tình nhân cãi cọ thao thao bất tuyệt nhưng mọi người trong hang đá đều không hiểu vì họ dùng toàn tiếng tàu tiếng bắc kinh lại là một trong các ngoại ngữ ruột của văn bình nên chàng đã hiểu rõ từng chi tiết hồng lang trề môi phải cô vẫn tha thiết yêu tôi tôi đã biết mối tình tha thiết ấy ở trên bãi biển thì ra hồng lang đã nói đến cuộc gặp gỡ giữa văn bình và cô gái mặc áo mỏng dính đeo ống nhòm hồng ngoại tuyến trong cảnh trăng nước ngàn một đêm lè ở ngoại ô bombay văn bình tưởng đêm ấy hắn không biết Té ra hắn đã biết và hắn đang nổi cơn ghen. Hồng Nương nhún vai. Ăn ghen à? Tại sao anh vẫn tự hào là không biết ghen? Theo lời ăn ghen chính là thói xấu của bọn đàn ông thiếu bản lãnh kia mà. Vâng, tôi là đàn ông thiếu bản lãnh, đàn ông tầm thường. Nhưng tôi không ghen không được vì đêm ấy cô đã đồng lõa với hắn. Đồng lõa gì? Anh mất trí rồi. Cô đừng tìm cách đánh trống lãng. Đêm ấy tôi không nói ra, xong cô thừa biết là tôi dự định giết hắn. Cho nên cô dục tôi dẫn Sofia ra ngoài biển để tắm. Tôi không muốn thì cô năn nỉ là cô cần theo dõi chúng tôi bằng viễn kính để khích động Sơn Tình. Trước khi tôi ra bãi tôi đã tạt qua phòng hắn, mang theo cây cung. Tôi chỉ cần chĩa qua kẽ cửa sổ mà bắn là hắn hết đời. Cô lại ngồi trên nền gần cửa sau. Sau đó cô còn âu yếm với hắn và luôn luôn lấy tấm thân làm mọc che chở cho hắn. Cô giấu tôi sao được. Cô đã yêu hắn bằng chứng là cô đã hôn hắn. Tôi không có. Cô định làm nhiều trò trên bãi cát nữa nếu tôi không đối phó kịp thời. Anh là quỷ sa tăng vì ghen nên anh đã bắn chết hai cận vệ. Anh biện minh là phải giết chúng vì nếu để chúng sống, chúng sẽ nể sợ chức vị đại sư thúc của đại tá Z28 mà không tuân lệnh của anh. Nhưng đó chỉ là một biện bị minh bịp bợm. động cơ thúc đẩy anh nhẫn tâm hạ sát hai thằng em út thân tín là vì ghen. Anh là đàn ông, anh cho rằng anh có quyền được ghen, còn tôi là đàn bà, anh lại cấm tôi ghen sao? Tôi yêu Sophia là do chỉ thị của thượng cấp, và lại chính cô cũng đã nhiều lần yêu cầu tôi làm tình với cô nàng để cô quan sát. Tôi hỏi thật anh câu này, anh yêu tôi có phải cũng do chỉ thị của thượng cấp không? Em đừng nói nhảm. Chúng ta quen nhau và yêu nhau từ ngày xưa. Cô là nhân viên tình báo sở cũng như tôi. Không giống, khác rất nhiều. Anh là nhân viên thâm niên, giữ chức vụ chỉ huy được Bắc Kinh tín nhiệm. Còn tôi chỉ là nhân viên tân tuyển đang trong thời kỳ dự bị. Và lại anh tự hiểu là tôi không thích chính trị, không khoái tình báo. Tôi gia nhập tình báo sở là vì anh, do sự giới thiệu và lôi kéo của anh. Tôi đang sống an phận thủ thường ở Âu Châu, thì anh hiện ra đúng lúc tôi đang đơn chiếc và mắc bệnh lãnh cảm trầm trọng. Khi ấy tôi là người sắp chết đuối trên biển và anh là con tàu đến cứu. Anh đã cứu tôi nên bảo gì tôi cũng nghe. Anh lợi dụng ảnh hưởng của tôi đối với quốc tế khai khoáng công ty để làm quen với Sofia. Thật ra với bộ võ đẹp trai như anh thì làm quen có gì là khó. Nhưng nếu anh không đội lốt hồng lang, người ăn ruột trong trí tưởng tượng của tôi, tốt nghiệp khôi nguyên trường đại học bách khoa Pháp Quốc, thì còn lâu kế hoạch tìm vàng thâm độc của anh mới được thực hiện. Trời đất, cô định nói ra cho địch nghe hết hay sao? Anh và tôi nói tiếng tàu, không ai hiểu được, và lại, họ có hiểu tôi cũng không cần. Tôi còn mong mỏi nữa là khác, vì tôi đã chán ngấy. Tôi chán tất cả, nếu anh còn nghĩ đến tôi thì anh hãy cho họ uống thuốc giải độc. Không được, tôi không chấp thuận. Nếu thế thì tình nghĩa giữa đôi ta đến đây là chấm dứt. Cô đừng vội nghĩ rằng bỏ tôi cô sẽ có thể chạy theo hắn, ngày nào tôi còn sống, ngày ấy hy vọng khốn nạn của cô sẽ không thành tựu. Tôi sẽ giết hắn và giết trước mặt của cô. Về phần tôi, tôi sẽ tố cáo những tội ác của anh. Anh đừng quên đây là lãnh thổ Ấn Độ. Cộng hòa Ấn Độ không phải là đồng minh của Trung Hoa Tôi lại là công dân Mỹ Cô là công dân nước trời đi nữa tôi cũng không cần Giờ đây tôi ra lệnh cho cô, cô phải tuân lệnh tôi Vô ích, tôi không còn là nhân viên của quốc tế tình báo sở nữa Anh muốn làm gì tôi thì làm Hồng Nương vùng vằng toàn bỏ ra ngoài Nhưng Hồng Lan đã chặn nàng lại Nàng nhổ nước bọt vào mặt hắn Bị người đẹp khiên miệt trước đám đông Hắn nổ sung tát trái cho nàng một cái Tội nghiệp cho đó hoa hồng từ nhỏ đến lớn Chưa chắc bị ai đánh đòn bao giờ Nền cái tát trời giáng của võ sĩ tình báo sở Hồng Lan đã xô nàng ngã vùi xuống nền động. Hắn cúi xuống nắm tay nàng lôi xình xệt ra bên ngoài như thấy nàng là con thú vừa bị bắn hạ trong rừng. Mọi người có mặt đều im lặng. Có lẽ vì họ không hiểu được cuộc đối thoại cạn tàu ráo máng giữa hai người, nhưng cũng có lẽ vì họ đã quá mệt mỏi, bị choáng váng trước những cử chỉ tàn bạo quá mức của gã đàn ông có bộ mã khôi ngô tuấn tú. Văn Bình vẫn giữ thái độ lầm lì như ban nãy, chẳng có thể ra tay vì chất độc đã được tống xuất gần hết nhưng chẳng nhận thấy sức lực và chân khí chưa hồi phục đầy đủ để chẳng có thể bao giàn đánh ngã cả hồng lang và bọn cận vệ bình thường chàng cũng phải vất vả lắm mới thắng được đám đông võ trang súng ống tối tân phương trì hồng lang và bọn cận vệ đều là võ sĩ lành nghề nên chàng đành phải tiếp tục cúi đầu vận khí đang kéo hồng nương trên đất không hiểu sao hồng lang lại buông nàng xuống rồi trở lui bước đến gần văn bình hắn chống nặn ngó chàng Mắt hắn đỏ ngầu như sửa soạn ăn tươi nuốt sống chàng. Chẳng biết hắn đang ngó, xong vẫn thản nhiên hít thở, hồng lang gầm lên. Mày mù à, có dám đấu quyền với tao không? Dĩ nhiên là Văn Bình không đáp. Hồng lang nắm cổ áo Văn Bình dây đi dây lại mà Văn Bình vẫn không nhúc nhích. Hắn cầu nhau mấy tiếng rồi hất chàng té ngựa. Như khúc gỗ, Văn Bình lăn lông lốc trên mặt đất. Chàng không cứng lại, không kêu đau, cũng không mở mắt. Hồng lang đá mặt vào hồng chàng trước khi bỏ đi vì bị người đẹp nhổ nước bọt vào mặt nên hắn hành sắc văn bình cho đỡ giận và để chữa thẹn một thể ra đứng ngoài hắn ngoái cổ ra lệnh cho tên cận vệ da trắng sữa cao tầm ngồng cầm tiểu liên mày đứng gác đây đứa nào lộn xộn cho phép mày bắn bò hồng lan ôm sốc hồng nương lên ném lên xe díp đậu sát cửa tuy bị vùi dập phú phàng hồng nương vẫn nằm thiêm thiếp gã tài xế cảm thấy tội nghiệp vội lấy khăn tay lau máu chảy trên mặt nàng hồng lan giằng lấy cái khăn biết quát lái xe đi ai khiến mày Tên tài xế đang lỡ ngỡ thì Hồng Lang đấm một cái trúng miệng. Trái thôi sơn của Hồng Lang đánh gãy luôn hàm răng đều trắng của tên tài xế đa sự. Nạn nhân bắn khỏi xe nằm dãy đàn đặt. Bọn cận vệ xung quanh đông đảo xong không tên nào dám can thiệp. Trong cơn tức tối, Hồng Lang còn hung dữ hơn cả hung thần. Hắn rồ ga phóng thẳng một mặt. Ngoài cửa động, có một con đường dốc ngoằn ngoèo chạy qua rừng xuống thung lũng phía bên dưới. Trời đã bắt đầu chạm vạng tối. Trong hàng đá, những ngọn đèn neon dường như kém sáng hơn trước. Sophia đổ xô về phía Văn Bình. Nàng tướng chàng bị đánh ngất. Bởi vậy, nàng hơi sừng sốt khi thấy chàng ung dung ngồi dậy. Ung dung dựa lưng vào vách núi tiếp tục ngậm miệng để vận chuyển chân khí. Giọng Sophia run run. Anh đã khỏe hẳn lại chưa? Văn Bình chỉ khẽ gật đầu. Trong khi ấy, đại tá Bani cất tiếng rên khừ khừ. Một lát sau, hắn lè nhẹ. Cô đừng hỏi nữa. Đại tá Văn Bình cần tính dưỡng. Nước da đã bớt xám, đang chuyển sang hồng hào có lẽ chừng 30 phút đến một tiếng nữa là khỏe lại như trước. Bà Nì nói đúng, Văn Bình sắp phục hồi được sức lực, mặc dầu Hồng lang không cho chàng uống thuốc giải độc. Sự nhận xét của bà Nì chứng tỏ hắn cũng là một võ sĩ cử khôi về luyện công, có lẽ hắn đã tống hết chất độc ra ngoài rồi cũng không chừng. Nói xong, bà Nì lại tiếp tục rên khừ khừ, quay mặt vào vắt núi. Mọi người trong thạch độc đều im lặng, có vẻ mệt mỏi nhiều hơn là sợ sệt, vì họ bị giam giữ từ lâu mà chưa hề được ăn uống. Sophia rời chỗ ngồi tiến đến phía Văn Bình. Tên cận vệ của Hồng Lang cao lêu nghêu cầm tiểu liên trung cộng vẫn đứng án ngữ lối ra vào duy nhất trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tuy nhiên, hắn không tìm cách cấm đoán Sophia trò chuyện với Văn Bình. Nàng hỏi chàng, giọng nhỏ vừa đủ chàng nghe. Anh có đủ sức giết thằng gác cửa không? Văn Bình đáp nhỏ. Thòng thả đã, vì bên ngoài vẫn còn nhiều tên khác. Đại tá Bani từ từ ngoảnh mặt lại, thả nhiên nhìn Sophia và Văn Bình. Tuy hắn không nói nửa lời, song Văn Bình đã đọc được tư tưởng trong đầu hắn, hắn cũng đang nghĩ cách thoát thân. Đối với hắn, việc triệt hạ tên gác ở cửa không có gì là khó. Hắn mấp mấy trên môi. Ngoài cửa động có ba hay bốn tên hả anh? Văn Bình hơi giật mình. Từ khi Hồng Lang lôi Hồng Nương ra xe đến giờ, chàng bị nhốt trong hang với Bani không được phép bước ra ngoài. Tại sao hắn hỏi chàng ngoài cửa động có ba hoặc bốn tên? Mỗi phút trôi qua, chàng càng thêm khâm phục hắn. Hắn hỏi chàng như vậy vì hắn biết chàng nghe thấu tiếng hơi thở của bọn cận vệ. Hắn cũng nghe được tiếng hơi thở như chàng, nhưng có lẽ tài nghệ của hắn chưa đạt tới trình độ cao siêu, nên hắn chưa dám đoán quyết là có 3 hay 4 tên cận vệ canh chừng bên ngoài thật động. Văn Bình đáp, hai tên thôi. Bà nhíu mày, lạ nhỉ, tôi cứ đinh ninh là 3 hay 4. Văn Bình lắc đầu, không, chỉ có hai thôi, cộng với tên gác cửa cũng là ba Hai đứa bên ngoài đang trâu đầu vào nhau có lẽ để hút thuốc hay đánh cờ gì đó nên hơi thở nghe gấp gáp và khá mạnh. Bà nì nhít lại gần. Bây giờ tôi sẽ làm thịt tên gác, tôi chỉ búng một cái là nó súng xương, nhưng còn hai tên kia. Anh nhường cho tôi, nhưng vậy phần ăn anh, anh đã khá hẳn chưa? Khá rồi, tuy vậy vẫn chưa hoàn toàn vì tôi tống độc ra không nổi nên tôi chỉ làm thịt được một vài thằng là cùng. Tôi nghĩ chúng mình nên khởi sự. Bọn họ độc ác kinh khủng, sẽ không tha cho mình đâu. Họ không tha tôi nhưng có lẽ sẽ tha cho anh. Tôi lại đặt phái viên MI6 tôi lại là chỉ huy đoàn phản gián quả đen. Trong quá khứ, tôi đã gọi hàng chục nhân viên của họ láng trắng đến Bombay. Họ sẽ cho tôi về chầu tiên tổ là cái chắc. Anh cũng đâu kém. Anh là đại diện MI6, nghĩa là đồng minh của CIA và chẳng nhiều thì ít có liên hệ với ông già tổng giám đốc của tôi. Vậy mà anh cố tình em ru, hơn thế nữa còn tìm cách loại trừ tôi. Chết, anh đừng nghi oan cho tôi. Nếu tôi can dự vào những vụ mưu sát anh ở Bombay, thần Shiva sẽ đầy tôi xuống hạ ngục cả trăm kiếp. Đại tá Bani có lối thể thốt thật lạ. Theo thần tình yêu Siva mà không xuống hỏa ngục thì đi đâu? Tục truyền thần Shiva có lần chu du xuống hỏa ngục, tao ngộ một nữ quái đẹp mê hồn, thần nhà tao khoái quá, bền vận hết sức để hưởng thụ. Thần nhà tao khỏe quá, lại có nhiều phép thần thông, nên cái linh gam đại quý của ngài đâm xuyên qua mặt đất, từ dưới hỏa ngục trồi lên dương thế và biến thành đá. Giá được thần Shiva chỉ mặt điểm tên và lối xuống âm ti, chịu đầy cả ngàn kiếp. Văn Bình cũng hằng hái, ký luôn hai tay. Văn Bình bèn nhún vai, Thôi tôi van anh Anh thuê người ta bắn tôi nhiều lần làm gì tội nghiệp Đại tá Bani thở phù phù Không lẽ tôi mổ bụng ra cho anh coi tấm lòng thành thật của tôi Vân bình thầm nghĩ Mổ ruột ra thì có khác gì lòng heo lòng bò Làm cách nào chẳng biết được Bani có thành thật không Thú thật với anh Ông em từ London đã gửi chỉ thị đặc biệt cho tôi Là phải coi chừng anh Anh là đồng minh nguy hiểm số 1 Nhưng ông tổng giám đốc không cho phép tôi sát hại anh Tài nghệ tôi còn thu anh nhiều Nhưng anh đừng quên rằng Nếu quả thật tôi muốn giết anh tôi đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội như Hồng Lang. Dù sao hắn mới chân ướt chân ráo đến đây, phải thuê tiền. Còn tôi, tôi thông thuộc từng đường ngang ngõ dọc. Tôi đã muốn giết là anh phải chết. Chẳng qua tôi tôi lệnh thượng cấp và thượng cấp chỉ ra lệnh cho tôi đòn phép với anh. Cho nên anh mới sai một cô gái thơm ngon đội lốt sofia, toàn kéo tôi vào siếc. Vâng, nhưng tôi không ngờ là anh đã quen sofia từ trước. Nhưng tại sao anh lại sai em ruột của anh đón tiếp tôi? Tôi thường nhờ nói như vậy. Hôm ấy tôi muốn đứng ngoài để quan sát anh kỹ lưỡng hơn. Những việc xảy ra đã cho tôi thấy anh vượt xa tôi. Tôi chỉ xứng làm đàn em hạng bét của anh thôi. Tôi nói thật đấy, bây giờ anh đã hết thắc mắc chưa? Hết rồi, tôi chỉ đùa thôi, anh nên thất trọng. Tên cận vệ này có tia mắt rất sáng và cặp chân thun dài, nghĩa là nó thuộc loại người phản ứng thần tốc. ăn mà chấp tay là nguy đấy. Nếu anh còn mệt thì thôi, để tôi lo luôn. Tôi bóp chết thằng này rồi lừa cho hai thằng bạn ngoài kia của nó vào trong động. Không đâu, tôi chưa đến nỗi yếu lắm. Các anh lưu ý, ngay sau khi tôi diệt được thằng này, các anh phải cướp súng và bắn hạ luôn bọn gác bên ngoài. Chúng mình cần phải đoạt ít nhất ba khẩu tiểu liên. Cho dẫu Hồng Lang huy động một đại đội, mình cũng không sợ. Và lại tôi không tin là bọn họ có một đại đội. Nhân viên của Hồng Lang chỉ gồm từ 5 đến 10 đứa là nhiều nhất. Thôi, tôi xong rồi, chuẩn bị đi. Đại tá Bani im bặt. Vẻ mặt của hắn vụt trở nên tinh ăn. Những nét lừng khừng chán nản đã tan biến đồng mất. Hắn ngó chàng rồi ngó Sophia trên môi nở nụ cười nhẹ. Rồi hắn cúi đầu xuống nền động. Văn Bình nghe rõ tiếng dưỡng khí lùa ông ọc vào buồng phổi to lớn của đại tá Bani. Hắn đang chuẩn bị để đánh ngã tên gác. Bằng đuôi mắt, Văn Bình theo dõi mọi việc xảy ra trong hang núi. Các nhân viên phái đoàn Alpha vẫn im lặng. Họ nằm dài bên nhau, dường như cố ngủ để quên. Quên đói khát và quên sợ. Tên cận vệ da trắng sữa gác chân phải lên phiến đá xù xì ngay cửa động. Khẩu tiểu liên đặt ngang trên đùi chẳng nhận thấy tên cận vệ này có những động tác điềm tĩnh và già dặn của một người đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến Và lại nếu tên cận vệ là tay mơ về bắn súng cũng như về đấu quyền hồng lang đã không dùng hắn làm nút chặn ở cửa động để đối phó với những quán quần về võ thuật văn bình bỗng có liên tính là đại tá bani khó có cơ hội thành công trong cơ thể hắn đang còn chất độc nên tay chân chưa hồi phục được sự nhanh nhẹn cố hữu rất có thể bani sẽ bị tên cận vệ triệt hạ vì an ninh chung của mọi người và phần nào cũng vì mạng sống của một đồng nghiệp tuy không tốt lắm song cũng không đến nỗi quá xấu văn bình không thể khoan tay đứng nhìn bani đến chỗ chết nghĩ vậy chẳng bèn hành động chẳng quyết định sẽ hạ tên cận vệ dùng cho bani song đại tá bani đã hành động trước chàng chẳng mới quay người chưa kịp đo lường mục tiêu để tung đòn thì đại tá bani đã chồm lên phi thân ra phía cửa động bani có lối nhảy tuyệt đẹp nếu hắn đến các hồ tắm ở sài gòn và nhào nhảy từ trên cao xuống nước, chắc chắn đàn bà con gái sẽ đổ xô đến khen ngợi. Nhưng đáng tiếc là dây thần kinh của hắn đang còn bị độc dược khống chế, nên cuộc tấn công được suy tính khôn ngoan đã bị ngăn chặn một cách phú vàng. Tên cận vệ vẫn đứng yên, một chân gác lên tảng đá và khẩu súng nằm ngang trên đùi. Nhưng trong loáng mắt, hắn đã quay miệng súng và hắn đã lấy cỏ. Văn Bình đoán không sai, tên cận vệ bắn rất giỏi. Cả ba viên đạn đều găm vào người Bani nhưng trong ba viên không có viên nào trúng yếu huyệt nên đại tá Bani chỉ khựng lại nửa chừng và ngã vùi xuống chứ chưa chết. Trong khi ngã vùi, Bani kêu lên những tiếng ngắn rồi nằm dãy đàn đặt. Nghe tiếng nổ, hai tên gác bên ngoài lật đật chạy vào. Cả bọn đứng líu lao với nhau. Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm là một tên trong bọn nhận lời đi gặp Hồng Lang để trình báo nội vụ. Tên cận vệ cao tổng ngồng vừa bắn Bani lại tiếp tục gác trên lên phiến đá, khẩu súng vẫn còn bốc khói lại đặt ngang đùi, dáng đượm phất tỉnh. Như thế những việc xảy ra chỉ là một màn kịch và Bani đang nằm riêng xiết giả vờ trong vũng máu. Văn Bình toàn lợi dụng cơ hội để cứu chữa cho Bani nhưng ngay sau phút quan sát đầu tiên chẳng biết là vô ích. Hai viên xước qua xương quai săn không gây ra thương tích, song viên thứ ba lại xuyên qua ngực phải của nạn nhân và bị kẹt bên trong làm máu tuôn ông ngọc. Nếu có thuốc rịt, Bani có hy vọng sống sót, với điều kiện là phải di chuyển cấp thời bằng phi cơ ra khỏi vùng cao nguyên để được giải phẫu. Nhưng chẳng lo Bani thiệt mạng vì chàng không tin Hồng Lang chịu chờ nạn nhân vào bệnh viện. Bà Nì nằm yên trên nền động, dương cặp mắt lờ đờ nhìn Văn Bình, miệng thều thào, lấy dùng chai rượu bờ hàn trong túi áo tôi. Thì ra, Bà Nì là con sâu rượu, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến lưu lên. ngay cả lúc sửa soạn, từ giã cõi thấy. Văn Bình luồn tay vào trong túi áo Bà Ni, xong tên cận vệ đã liều miệng súng. Này, rút tay ra muốn ăn đạn à? Văn Bình phản đối, tôi chỉ lấy chai rượu cho ông ta. Tên cận vệ gật gù, rượu à lấy đi nhưng đừng dại dột móc súng mà thúng tim thằng này bắn ít khi trật văn bình không đáp lôi ve rượu bờ hàn trong túi áo bani mở nút rót từng giọt nhỏ vào miệng hắn hắn há miệng thật lớn như muốn nóc ngay hết chai bờ hàn nhỏ xíu văn bình xé áo buộc chặt vết thương cho máu bớt chảy, đoạn lấy cái mền giày lót lưng cho hắn khỏi đau xương sống sophia ngồi bên nhìn văn bình sân sóc bani má nàng đầm đìa nước mắt con người khô khan gần như tàn nhẫn ấy cũng khóc kể cũng lạ Văn Bình vốn không có thiện cảm với nữ tỷ phú Sophia, bỗng dưng chẳng thay đổi thái độ, chẳng nhận thấy nàng cũng có điểm khá ái như nhiều người đàn bà khác. Thốt nhiên, nàng chớp mắt nhiều lần rồi nói nhanh với chàng. Con Kiko? Kiko chính là con beo vằn thân yêu đắc lực của nàng. Nó bị sút chuồng và lạc đi đâu không ai tìm thấy. Văn Bình hỏi, cô nói gì? Cô đang nhớ con Kiko à? Sophia lấm lét ngó ra cửa động. Không, tôi có cảm tưởng là nó đang làm vãng bên ngoài. Dường như nó vừa cắt tiếng kêu. Nếu đúng là nó thì tôi có thể giúp anh được. Nằm bên, đại tá Bani bỗng cựa mình. Này ăn Văn Bình quay lại. Lại muốn uống rượu nữa à? Không, tôi không ngờ mình lại chết một cách lãng nhát như hôm nay. Không chết đâu, tôi chắc Hồng lang sắp đến. Tôi sẽ đặt điều kiện với hắn phải săn sắp ăn. Thôi đừng nói nữa, hắn đã tới. Bani nín lặng, gần 60 giây đồng hồ. Sau khi Bani ngừng nói, âm thanh rừ rừ của động cơ xe hơi đang leo dốc từ xa mới lọt vào thính giác bén nhạy của Văn Bình. Vậy mà chàng thường có tự hào là có vằn tay thính hơn ai hết, và chàng đã có lý do xác đáng để tự hào với đại tá Bani. Chàng liếc nhìn Bani, hắn có vẻ mệt mỏi, mặc dầu vết thương chỉ còn máu rì rì, có lẽ chất độc còn đọc lại trong cơ thể làm hắn mệt hơn là viên đạn, vì từ nãy đến giờ hắn chỉ mất hơn nửa lít máu là cùng. Một vài lít máu đối với đàn ông vạm vỡ như hắn thì chẳng đi đến đâu. Mắt Bani hơi nhắm, dường như hắn đang cố tập trung nguyên khí để vận công nhưng nguyên khí trong người hắn đã bay tứ tán mỗi nơi một ít, khiến hắn không thể khởi sự vận công. Đột nhiên, Văn Bình thương hại hắn khác thường, chàng vừa khám phá ra lý do ba nì thính tai hơn chàng. Hắn thính tai đặc biệt vì đang hấp hối, bệnh nhân sắp chết thường khỏe dội gấp 2 gấp 3 người sống. Sofia hỏi chàng với giọng lo lắng. Ba nì làm sao thế? Văn Bình nắm tay nàng an ủi. Không sao đâu, cô đừng ngại. Bình xin Văn Bình chỉ nắm tay đàn bà mỗi khi chàng cần âu yếm hoặc cần được âu yếm. Hễ chẳng nắm tay là chàng kéo họ lại sát người và hôn môi. Nhưng hôm ấy chàng nắm tay nữ tỷ phú Sofia với tấm lòng trong sạch như tu sĩ nắm tay bổn đạo, chẳng nhận thấy Sofia đang bấn loạn tâm thần và chàng có bổn phận phải an ủi nàng. Nhưng Sofia thì nghĩ khác. Bình sinh nàng là cô gái có trái tim bằng vàng khối, không hề biết rung động. Nàng không ưa kiểu đẹp trai của văn bình và chàng cũng không khoái vẻ đẹp không lấy gì làm đẹp của nàng, nhất là cách đối xử lặn lùng, pha lẫn kiên kiệu của người đàn bà quen điều khiển và quen coi thiên hạ bằng một phần tư con mắt. Được văn bình nắm tay, nàng bỗng run bắn châu thân, thiết tưởng cô gái trinh nguyên lần đầu được cọ sát da thịt con trai cũng chỉ có thể lấy bẫy đến như nàng là cùng. Móng tay sắc nhọn của nàng đâm vào cánh tay Văn Bình, rồi như thể thật động là bãi sa mạc mênh mông không có ai chứng kiến, Sophia xà luôn vào lòng Văn Bình. Nàng không đợi chàng ôm nàng và hôn nàng, nàng bấu lấy vai chàng, rồi hôn vũ bão lên môi chàng. Nàng tấn công chàng thần tốc và kịch liệt nên chàng không thể chống đỡ, và lại chàng không yêu nàng thật, nhưng dạ gì từ chối cái hôn của nàng. Phương Chi nàng còn biết hôn đúng điệu, không những hôn bằng môi mà hôn bằng cả thân thể. Miệng nàng như có chất keo cứ dính cứng vào miệng chàng. Chàng là đệ tử của phép hôn trường kỳ song cũng thấm mệt. Trong khi ấy, Sophia vẫn hăm hở, sông sáo, vẫn khỏe khoắn, tiếp tục ghi chặt văn bình. Ngũ quan của chàng bị khoái cảm làm cho tê liệt nên chàng không nghe được tiếng xe hơi đậu trước cửa động, tiếng đế dày lệt sệt rồi tiếng nói gay gắt của hồng lang. Chà, tình tứ quá nhỉ